Kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home để đón nhận những mẫu nhà đẹp do đội ngũ Mark Home thiết kế và thi công chọn gói. Trước khi đến với mẫu nhà ngày hôm nay thì tôi xin được giới thiệu về Mark Home. Mark Home là đơn vị thiết kế và thi công chọn gói hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, và với đội ngũ nhân sự đông đảo thì chúng tôi đang thiết kế và thi công chọn gói trên khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Quý vị và các bạn yêu thích những mẫu nhà, yêu thích những mẫu thiết kế của Mark Home, vui lòng gọi điện tới các số điện thoại hotline để được đội ngũ của Mark Home tư vấn. Và ngoài kênh YouTube mà quý vị và các bạn đang theo dõi ra thì chúng tôi còn có fanpage và website để quý vị và các bạn dễ dàng hơn nữa cập nhật những tin tức của Mark Home. Quý vị và các bạn có thể truy cập fanpage Facebook với tên Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Ở đây với hơn 45.000 lượt theo dõi và 43.000 lượt thích thì chúng tôi cập nhật rất nhiều những mẫu nhà cũng như là những chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Quý vị và các bạn có cơ hội nhận ngay voucher trị giá lên đến 1 triệu đồng dành cho quý vị và các bạn. Chúng ta nhanh tay nhất gọi tới các số điện thoại hotline của chúng tôi áp dụng đối với hợp đồng thiết kế, hay chúng tôi sẽ giảm 10% chi phí thiết kế khi quý vị và các bạn chúng ta ký kết hợp đồng online hoặc giám sát công trình hoàn toàn miễn phí từ 3 đến 5 lần. Chúng tôi cũng hỗ trợ làm hồ sơ cấp phép xây dựng miễn phí, và đặc biệt thì chúng tôi sẽ miễn phí 100% chi phí thiết kế cũng như là chiết khấu từ 3 đến 8% với các hợp đồng chúng ta ký kết online. Và đặc biệt thì chúng tôi sẽ miễn phí 100% chi phí thiết kế cũng như là chiết khấu trực tiếp từ 3 đến 8% đối với các hợp đồng thi công chọn gói trước từ 3 cho đến 8 tháng. Chương trình thì chỉ được áp dụng đến hết ngày 1 tháng 5 năm 2022. Quý vị vui lòng gọi tới các số điện thoại hotline của chúng tôi là 096 445 8888 hoặc là 0828 13333 để nhận được những tư vấn sớm nhất. Trở lại với mẫu nhà ngày hôm nay thì ngày hôm nay tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho chủ đầu tư là anh Nguyễn Tuấn Anh, có địa chỉ tại Thanh Oai, Hà Nội. Về phần ngoại thất của công trình, đây là một ngôi nhà biệt thự một tầng có lối kiến trúc tân cổ điển hệ mái Nhật quý vị nhé. Quý vị có thể nhận thấy được những chi tiết tân cổ điển được thể hiện ở những phần sảnh chính, những phần vòm mà chúng tôi đã trang trí cũng như là những phần cột. Nếu mà với những thiết kế hiện đại quý vị và các bạn đã quá quen thuộc với trong các thiết kế Mark Home thì chúng ta sẽ có những phần mặt phẳng. Cột trụ chúng ta sẽ thường sử dụng cột trụ vuông, thì với những kiến trúc tân cổ điển chúng ta sẽ sử dụng nhiều hơn những chi tiết mềm mại như là phần cột trụ tròn và những chi tiết mà chúng ta trang trí cho phần rìa mái để làm tăng vẻ đẹp ngôi nhà và sự sang trọng quý phái của ngôi nhà. Đối với công trình của chúng ta thì sử dụng tông màu nóng, tức là tông màu mái ngói là tông màu đỏ, và phần tường của chúng ta được sơn màu trắng kem quý vị nhé. Với phần chân tường thì chúng tôi cũng ốp bằng chất liệu đá để giúp cho công trình của chúng ta vững chãi và bền bỉ so với tự nhiên. Chúng ta sẽ không có những cái phần rêu mốc so với thời gian nếu mà chúng ta làm những cái phần bờ tường cũng như là làm những cái phần chân tường như thế này. Phần sảnh của chúng ta thì được sử dụng hệ bậc ngũ cấp. Với những công trình một tầng thì chúng tôi luôn luôn khuyến khích quý vị và các bạn chúng ta sử dụng hệ bậc ngũ cấp trở lên, làm cho công trình của chúng ta trở nên cao ráo, bề thế, không lo lắng về hiện tượng là sau này nền đường tôn lên thì chúng ta làm cho công trình của chúng ta thấp đi. Với những công trình tân cổ thì chúng ta không thể nào không nhắc đến những chi tiết phào chỉ. Quý vị có thể nhận thấy những chi tiết về con tiện bê tông chúng tôi đã sử dụng cho công trình mang lại cái nét hài hòa, độc đáo mà không quá rườm rà. Ở đây thì những khu vực sảnh phụ chúng tôi cũng đã trang trí bằng vật liệu là sắt sơn tĩnh điện mang theo hơi hướng kiến trúc của ngôi nhà. Với những mảng màu mà chúng tôi đã thể hiện chi tiết mang theo xu hướng của thời đại như những lát cắt, quý vị có thể thấy những đường kẻ chỉ âm tường mang lại cái sự khỏe khoắn trẻ trung. Ở đây với phần vật liệu thì cửa chính chúng ta sử dụng bằng cửa gỗ tự nhiên quý vị nhé, thường sẽ là gỗ lim Nam Phi, hoặc một số gia đình chúng ta có thể sử dụng gỗ gõ đỏ hoặc là gỗ cam xe. Với các phần cửa phụ thì chúng ta vẫn nên sử dụng thiết kế nhôm hệ, vừa giúp cho không gian của chúng ta thoáng sáng và cũng làm cho phần cửa của chúng ta bền bỉ so với thời gian. Quý vị biết là những phần vật liệu ví dụ như là gỗ tự nhiên mà chúng ta làm những khu vực cửa sổ, việc mà chúng ta chia quá nhỏ thớ gỗ thì làm cho phần gỗ của chúng ta dễ cong vênh mối mọt đúng không ạ. Các khu vực sảnh thì chúng tôi ốp hoàn toàn bằng chất liệu đá tự nhiên mang lại sự sang trọng và sạch sẽ. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ trang trí những khu vực bồn hoa ở phía bên ngoài mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên và ngôi nhà của chúng ta sẽ dịu mát hơn. Với góc nhìn từ trên cao thì quý vị có thể nhận thấy hệ mái Nhật là hệ mái có độ dốc vừa phải, có khả năng chống đóng, thoát nước mưa tốt. Và ngoài ra việc mà chúng ta thi công mái Nhật cũng đơn giản khá nhiều so với hệ mái khác như là hệ mái Thái. Chúng ta sẽ không cần phải xây những phần đốc thu hồi hay phần nhân công mà chúng ta sử dụng mái Nhật sẽ đơn giản hơn nhiều. Ở đây thì những khu vực mà chúng ta sẽ lợp bằng vỉ kèo, bằng sắt hộp quý vị nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng những cái phần mái ngói ban vít để chúng ta vít vào những khu vực này. Thì thường những khu vực vít thì chúng ta nên sử dụng các loại vít bằng inox có khả năng chống rỉ. Khu vực mái chúng ta cũng sẽ chừa những không gian để chúng ta có thể thiết kế những khu vực như là tét nước hoặc là thái dương năng đặt ở trên mái. Đây là hình thái khu đất và việc mà chúng ta đã phối cảnh 3D rất là đẹp mắt đúng không ạ. Mái ngói của chúng ta sử dụng màu đỏ. Đây là khu vực sân, gia đình cũng đã lựa chọn tông màu phù hợp với tuổi của gia đình cũng như là phù hợp với sở thích. Ở đây chúng tôi cũng đã bố trí những khu vực như là trồng cây xanh hoặc là hồ nước để mang lại cái không gian xanh mát cho ngôi nhà. Ở một góc nhìn khác thì quý vị có thể thấy được sự nổi bật của công trình, một công trình ở ngay tại Hà Nội thưa quý vị nhé.
Với tất cả các công trình của Mark Home thì chúng tôi cũng đều bóc tách từng loại vật liệu, vật tư cũng như là màu sơn của công trình. Mark Home là đơn vị duy nhất chúng tôi từ thiết kế, thi công cho đến sản xuất chúng tôi ăn khớp với nhau. Ở đây chúng tôi cũng đã bóc tách về màu sơn của công trình. Chúng ta sẽ sử dụng hai màu chủ đạo, đó chính là màu MH3362P và màu MH trắng, tức là sơn trắng. Ở đây chúng tôi cũng đã phân tách các mã màu để tránh sự nhầm lẫn, và khi chúng ta thi công công trình thì công trình của chúng ta đúng theo những bản vẽ mà chúng ta đã thiết kế. Xây nhà Mark Home, dùng sơn Mark Home. Với các quý vị nào đang mong muốn để trở thành nhà đại lý, nhà phân phối các sản phẩm của Mark Home thì vui lòng gọi điện thoại tới các số điện thoại hotline của chúng tôi. Hiện tại thì đang có rất nhiều các chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho các nhà đại lý, nhà phân phối với chiết khấu cũng như là với những lượng khách hàng cực kỳ lớn của Mark Home. Hy vọng rằng chúng ta sẽ trở thành đối tác của nhau. Quý vị hãy gọi tới các số điện thoại hotline của chúng tôi là 0964458888 hay 0828133333 để nhận được những tư vấn. Về phần cổng thì quý vị có thể nhận thấy được sự hài hòa và ăn nhập trong các thiết kế của chúng tôi. Ở đây thì về phần mái chúng tôi cũng thiết kế khá giống và tương đồng cùng một loại ngói giống như phần công trình chính của chúng ta. Các khu vực khác như khu vực tường thì chúng tôi sử dụng những phần sắt CNC và được cách điệu với phong cách tân cổ để giúp cho công trình của chúng ta được hài hòa, thông thoáng. Nếu mà chúng ta xây những bức tường đặc ở đây thì sẽ làm cho công trình của chúng ta rất bí. Và ngoài ra khu vực phía ngoài chúng tôi cũng thiết kế những phần bồn hoa cây xanh để mang lại cảm giác rất là xanh mát cho ngôi nhà. Với phần cổng chính thì chúng tôi sử dụng bằng chất liệu là nhôm đúc quý vị nhé. Với phần mặt bằng định vị công trình thì sẽ cho chúng ta biết được diện tích đất của chúng ta, ngôi nhà của chúng ta so như thế nào so với khổ đất cũng như là hướng của ngôi nhà. Ở đây thì công trình được sở hữu với khuôn đất rộng 250m2, đây là khu vực công trình chính của chúng ta. Chúng ta sẽ vẫn có những phần khoảng rất là sáng đúng không ạ, rộng lên đến là 6,7m2 từ khu vực cổng bước vào cũng như là các khu vực ở phía bên hông nhà. Hoa tiêu chỉ hướng Bắc, chúng ta xác định được hướng của ngôi nhà của chúng ta sẽ quay về hướng Đông Nam. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mặt bằng công năng của công trình. Công trình được sở hữu chiều dài mặt trước là 12,4m và chiều sâu là 8,2m. Diện tích của công trình tôi sẽ tạm tính là 100m2, 100m2 một mặt sàn quý vị nhé. Với một diện tích như thế này thì hãy xem chúng tôi bố trí công năng như thế nào. Đầu tiên thì từ khu vực sảnh chính chúng ta sẽ vào khu vực phòng khách. Phòng khách kết hợp với phòng khách phụ ở đây thì có diện tích là 30,3m2, rất là rộng rãi đúng không ạ? Ở đây chúng ta sẽ kết hợp cùng với khu vực bếp ăn. Khu vực bếp ăn thì được ngăn cách bởi một bức tường kết hợp cùng với một khu vực mà chúng ta làm cửa lùa sẽ giúp cho không gian của chúng ta tránh cái hiện tượng là mùi thức ăn có thể là ảnh hưởng tới khu vực phòng khách. Phòng khách thì được ngăn cách với khu vực phòng khách phụ bởi một vách lam. Vách lam này thì chúng ta sẽ sử dụng làm kệ tivi quý vị nhé. Ở đây chúng ta sẽ phân chia hai không gian riêng biệt, ví dụ nhà chúng ta có khách thì chúng ta có thể tiếp các vị khách khác nhau. Khu vực bếp ăn có diện tích là 13,5m2, ở đây thì chúng ta chỉ đủ cho chúng ta có thể là từ 4 cho đến 6 người sử dụng khu vực bếp ăn này thôi. Đã sở hữu một khu vực cửa sổ rộng ở phía đằng trước cũng như là một khu vực nhà vệ sinh chung. Nhà vệ sinh này thì chúng tôi đã thiết kế tách biệt hai khu vực là khu vực rửa mặt, khu vực lavabo và khu vực vệ sinh riêng. Các không gian khác bao gồm phòng ngủ số 1 có diện tích là 11,2m2, sở hữu một cửa sổ rất là rộng và thoáng. Phòng ngủ số 2 cũng có diện tích là 11,2m2, tuy nhiên phòng ngủ này thì được sở hữu nhà vệ sinh khép kín rộng 2,1m2. Tất nhiên là với diện tích của khuôn đất cũng như là phần diện tích của ngôi nhà, chúng ta cần phải tối ưu hóa cái công năng của chúng ta sử dụng một cách hợp lý. Phòng thờ thì có diện tích là 11,2m2, quý vị có thể để ý là chúng ta sẽ không có bất kỳ một vật nào chắn khu vực phòng thờ. Và phòng thờ được đặt ở vị trí hợp phong thủy sẽ mang lại được nhiều tài lộc, nhiều vượng khí cho gia đình. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bản vẽ mặt đứng trục. Mặt đứng trục thì sẽ cho chúng ta biết được chiều cao, chiều rộng của công trình, ngôi nhà của chúng ta có cân đối, hài hòa và bề thế hay không. Chúng ta sẽ có chiều cao của hệ bậc ngũ cấp là 750mm, chiều cao vị trí tầng 1 là 3,9m, chiều cao của phần mái là 2,4m và tổng chiều cao công trình là 7m so với phần chiều rộng của công trình là 12,4m, công trình rất là bề thế đúng không ạ? Với phần mặt bằng lát sàn thì chúng tôi cũng đã chia các không gian của chúng ta một cách hợp lý và hài hòa. Các khu vực như là khu vực sảnh chính, sảnh phụ thì chúng ta sẽ sử dụng các loại đá granite. Còn các khu vực như là phòng khách, phòng ngủ hay là những khu vực như là phòng thờ thì chúng ta sẽ sử dụng các loại gạch cổ lớn. Thường sẽ là kích thước 800x800 để giúp cho không gian của chúng ta sáng hơn, thoáng hơn và tránh cái hiện tượng là chúng ta sẽ chia nhỏ không gian. Ở đây thì với những khu vực như là nhà vệ sinh thì chúng ta sẽ sử dụng các loại gạch cổ nhỏ, gạch ceramic có khả năng chống trơn. Với những ngôi nhà mang phong cách tân cổ thì điểm nhấn đó chính là những chi tiết phào chỉ. Ở đây thì đội ngũ kiến trúc sư của chúng tôi cũng đã thể hiện rất là rõ những chi tiết về phào chỉ cũng như là con tiện để giúp cho chúng ta có thể thi công một cách dễ dàng nhất. Hy vọng rằng qua những video của chúng tôi thì quý vị và các bạn đã có thêm nhiều thông tin hữu ích dành riêng cho ngôi nhà của mình. Và nếu quý vị yêu thích những thiết kế của Mark Home hoặc là mong muốn chúng tôi thiết kế cho ngôi nhà của quý vị, thế đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi, đội ngũ kiến trúc sư và tư vấn viên của Mark Home sẽ luôn tư vấn cho quý vị một cách tận tình nhất. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo.